xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì anh em mình đang có mặt tại nhà của anh Hải Sapa TV nhé bạn. Hôm nay thì mình sẽ cùng với tất cả các bạn ăn đại tiệc tân gia nhà của anh Hải nhé bạn. Thì trước mặt các bạn là những anh chị em bạn bè của anh Hải, đặc biệt là có sự có mặt của Mã Nhi từ Cần Thơ ra. Và hôm nay mình lại tiếp tục được chào đón sự xuất hiện của chị Sương. Cũng khá là lâu rồi mình mới gặp lại chị Sương trên kênh Phạm Dũng các bạn ạ. Thì thực sự bây giờ cái không khí tân gia nhà anh Hải ở đây đang rất là vui rồi. Mà phải nói là một ngày đại hỷ của anh Hải các bạn ạ. Thì biết là đứng đây thì bạn Diễm cảm nhận như thế nào với không khí của ngày hôm nay rồi? Xin chào cả nhà nha. Ngày hôm nay là một ngày mà mình nghĩ rằng sẽ không có một cái như một cái khuôn khổ gì hết nha các bạn, mà sẽ là giao lưu bất chấp. Tại vì đây sẽ là nơi mà anh em tất cả mọi miền, mà ba miền cùng tụ họp về đây. Một ngày mà anh Hải với chị Tuyên những lúc như thế này, Diễm nghĩ là chắc là cũng đang rất là vui. Và giới thiệu với các bạn luôn, thì mình sẽ có một cái trọng trách bé bé là sẽ được tiếp các anh chị, các cô chú và đặc biệt như là ba má này, để phụ anh Hải một tay. Ở đây thì các bạn thấy có một nhân vật mới trên kênh Phạm Dũng luôn, đó là chị Huyền Cá Kho Phố Cổ. Thì lần trước thì mình đã có dịp về nhà của chị Huyền, là nhưng mà trên kênh Sapa TV, kênh Phạm Dũng thì chưa có dịp ghé. Nhưng mà nếu mà sau này có duyên thì mình sẽ quay video giới thiệu cho các bạn luôn. Còn hôm nay đồng hành đây là anh Hưng và chị Quyên, điện máy Phạm Gia Khang ở thành phố Pleiku. Tối ngày hôm qua thì cũng đã xuất hiện trên kênh Phạm Dũng rồi. Còn hôm nay thì chị Huyền từ Hà Nội lên đây, thì em nghe nói là chị có mang mấy nồi cá kho lên hả chị? Chị có mang 5 nồi cá kho. Bao nhiêu nồi gì? 5 nồi cá kho. 5 nồi. Và em nghe nói là chị kho từ sáng rồi sau đó để nguội rồi đưa lên đây luôn. Hôm qua. Sáng đun lại lửa 2. Bây giờ đưa lên trên Lào Cai. Dạ. Tối nay là mọi người đừng có lo đói, ăn cái gì ăn vẫn có chốt lại bằng cơm với cá kho, và trong đó thì còn có món củ dừa của Phan Diễm nữa. Thế thì bây giờ mình mời tất cả bạn cùng với ba má, cùng với anh chị em cùng vào thăm nhà của bé Hải nha. Cũng như là xem cái không khí tân gia nhà bé Hải xem như thế nào nha. Thì thực sự là hôm nay có rất là nhiều khách mời các bạn, và cái không khí ở đây thì náo nhiệt không khác gì ngày hội các bạn ơi. Đúng rồi. Và ở cái giây phút này thì có lẽ sẽ còn chưa có sôi động lắm, nên là Diễm cũng chia sẻ thêm đó là về ánh cua. Thật sự thì cũng các bạn cũng thông cảm với ánh cua, là đợt này thì ánh cua có khá là nhiều công việc quan trọng nên là bạn không có sắp xếp ra được. Thì ánh cua cũng đã gửi quà tranh ra tặng cho anh Hải này, mua hoa đặt ở đây rồi. Và mấy ngày nữa thì khi mà công việc xong thì có thể là ánh cua sẽ ra sao. Nên là các bạn thì yêu thương thì anh em mình là vẫn gắn kết với nhau chứ không có vấn đề gì đâu nha các bạn. Thực sự là mình đã nói rất là nhiều lần rồi, cái công việc của anh cua thì có rất là nhiều cái chuyện mà mình không thể chia sẻ được. Đặc biệt nhất là anh cua không thể thường xuyên xuất hiện được trong những cái sự kiện mà anh em mình tổ chức trong thời gian vừa qua, thì cũng mong là các bạn thông cảm. Tuy nhiên cũng giống như bạn Diễm nói là cái tình cảm của anh em mình, đặc biệt là ba con bướm thì vẫn như ngày nào các bạn. Đúng nên rồi. Là mong là các bạn không trách anh cua để anh cua buồn, tại vì sáng nay anh cua có nhắn tin cho bạn Diễm mà nói là mọi người hiểu lầm và anh cua rất là buồn và đôi khi là tổn thương các bạn. Nhiệm vụ tối nay của Diễm là phải còn thay mặt anh cua là uống một ly rượu để chúc mừng anh Hải và chị Tiên nữa đấy. Rồi bây giờ mình đi vào nha. Hôm nay thì sẽ có rất là nhiều nhân vật đặc biệt ở đây các bạn ạ. Thì mình sẽ chờ xem là clip ngày hôm nay mình sẽ được gặp những ai nha. Đông quá. Quá đông các bạn ơi. Còn đây là bạch mã của anh em mình này. Đấy. Đấy vừa ra vào. Ôi. Nhưng mà em bé đang ngủ hả? Em bé đang ngủ hả chị? Ở đây chắc là nhờ anh Dũng lên. Vi Vi lại đây. Trời ơi. Hôm nay tân gia nhà mới của ba mẹ mà Bi với Hổ là chạy lon ton ngoài này rồi. Ở phía sau lưng mọi người là sông Hồng nhé bạn, chảy từ địa phận giáp danh giữa Việt Nam và Trung Quốc qua nhà của anh Hải. Cho em gửi lời hỏi thăm ông bà. Vâng ạ. Em có chị. Vâng, ông em bé nè, trai hay gái hả? Con gái ạ. Dạ, em chào anh chị nha. Vâng. Đây, các bạn thấy là khách đang rất là đông rồi. Hôm nay là phải nói là cái không khí nó nhộn nhịp mà đông vui, và đôi khi là quá nhiều thứ nó diễn ra xung quanh mình. Thực sự là mình đã trước đây khi mà làm báo thì mình và bạn Diễm đã tham gia hàng trăm sự kiện lớn nhỏ rồi. Nhưng mà cái sự kiện ngày hôm nay là cái sự kiện đặc biệt nhất, tại vì quy tụ hầu hết là các anh em YouTuber ba miền. Mọi người tới đây đều là chung một cái niềm đam mê, đó là nghề làm YouTube các bạn. Biết nếu mà một cái sự kiện ngày hôm nay nó sẽ khác hơn so với những sự kiện giải trí ở một cái chỗ là nếu một sự kiện giải trí của các nghệ sĩ thì phần lớn là sẽ có một cái không gian riêng để cho phỏng vấn này, quay phim, chụp hình, làm lưu niệm. Còn ở đây là nơi quy tụ các YouTuber, cho nên là mọi người sẽ cùng quay tứ phía luôn nha các bạn. Hôm nay đi qua
Đây. Không biết là bây giờ mình có gặp được bé Hải hay không đây. Đây, mình đi vào đường bên này nha. Đấy. À, cái đường này thì như mình có nói ngày hôm qua thì đang chuẩn bị trải nhựa nhá bạn. Đấy. Em chào anh Lịch nha. Chào Dũng à. Dạ. Bạn Dũng à. Kia. Ê, mình đi vào trong này xong rồi ơi. Dạ. Má ơi, má có thấy ngộp với cái không khí này không má? À, má cũng gần muốn ngộp rồi đó con. Không khí. Bây giờ là nhiệm vụ của má con mình là phải chen chân vào để gặp con trai của má được. Đó là anh Hải. Đúng rồi. Mình phải đi vô kiếm anh Hải con ơi. Đi vào kiếm anh Hải nào. Đây các bạn nhìn thấy này. Anh Hải ơi. Anh Hải hôm nay nhìn rất là bảnh luôn. Chị Tuyên là hôm nay là cười 2 tiếng như vậy luôn. Như là kiểu giống như cô dâu này. Vô năm anh ơi. Đây anh ơi anh đang. Chị ơi. Chị Tuyên rồi. Đây bắt kiếm con trai rồi. Hôm nay là hơi áp lực cho anh Hải một xíu là phải cười từ giờ tới tối luôn. Nhưng mà các bạn thấy anh trai của mình hôm nay phong độ không? Đây nào. Nào. Đây nhìn máy này nha. Ra bên này cho em một hai người cho em phải. Xin đường ơi. Đây, nhà rất là đẹp nha các bạn. Đấy, hôm nay rất buồn khi anh cua là không do bận công việc nên là không ra được, nhưng mà mình đã nhận được món quà mà anh cua gửi ra rồi các bạn nhé, nên là các bạn hiểu thông cảm cho anh cua đấy. Anh ơi, anh cua là có nhờ em là tối ngày hôm nay là sẽ làm bằng mọi cách là phải mời được anh chị một ly rượu dùm cho anh cua, thì tối thì có gì thì anh có xỉn thì vẫn nên cố nha. Ok baby. Rồi bây giờ mình nhường cái không gian này lại cho các bạn tiếp theo. Mình sẽ đi tìm cái lắng hoa của anh cua. Tại ở đâu rồi? Các bạn biết không? Ở đây nó sẽ có hai cái không gian. Một cái không gian là ở đây này, xung quanh nhà, còn một không gian là ở đằng sân khấu. Thì mình phải đi tìm từ phía bên này nè anh Dũng này. Má chờ con một tí nha. Em chào anh Tính. Anh Tính nha. Anh Hải ơi. Đẹp trai quá. Anh Tính cá coi nha các bạn. Hôm nay mọi người ăn cá nhiều không anh? Mấy hôm nay là ngày hôm qua là cho đi luôn 3 con chấm, mỗi con 15kg, hôm qua là sử dụng hết 45kg cá. Nhưng mà có ai nói là coi kênh Phạm Dũng mà gọi trên tỉnh không? Chưa thấy. Chưa thấy là mọi người phải ủng hộ anh Tỉnh nha. Mọi người đọc lại số điện thoại để mọi người đọc chậm thôi, vì tại vì hôm qua có mấy khách gọi nè, có coi nhưng mà mình đọc số điện thoại nó nhanh quá. Họ phải coi đi coi lại 3-4 lần họ mới lấy đủ cái số điện thoại. Dạ rồi, anh đọc lại nha. Mọi người qua ủng hộ quán thì liên hệ số 0358 668 933. Rồi, cảm ơn anh Tỉnh nha. Anh Tỉnh là thi công thiết kế hồ cá coi và bán cá coi. Và cái công trình lớn nhất, gần nhất anh làm là thiết kế cho nhà của anh, của chú Xuân Huynh. Đấy, các bạn thấy là uy tín chưa? Em chào anh ơi. Hai chàng trai bên Tony Rook. Phải đó, anh ơi, em hỏi thật nha, bây giờ này tới giây phút này rồi thì mình là cái đơn vị thi công thì anh cảm thấy thế nào? Mình bây giờ thì cảm thấy sướng rồi, thế thôi. Dạ. Nhưng mà em hỏi thật anh Dũng này, là người thầu thi công công trình này, thiết kế và thi công luôn, thì trong suốt thời gian vừa qua thì anh có cảm thấy áp lực đúng không? Đặc biệt là với cái yêu cầu rất là cao của anh Hải nữa. Áp lực chứ, anh Hải tiến độ áp lực công việc rất là căng. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì mình được thấy là rất là thoải mái rồi. Hạnh phúc. Anh Dũng có chia sẻ với em là thực ra hôm nay là ngày tân gia thôi, nhưng mà cái công trình của mình sẽ còn một thời gian nữa để hoàn thiện chi tiết hơn. Đúng rồi, thì xong tân gia thì mình phải mất tầm 2 tuần để mình đi hoàn thiện các tiểu tiết ở trong toàn bộ cái ngôi nhà. Cảm ơn anh Dũng nha các bạn. Chị Tuyên chào khán giả kênh Phạm Hương Hai Đại. Hôm nay chị Tuyên nhìn rất là đẹp luôn. Anh đưa cả vợ anh lên chúc mừng cho. Hôm nay là anh em đi tiền đây. Nhưng mà có mặt bướm chúa ở đây. Trong lúc mà bướm chúa còn tỉnh thì thay mặt cho bướm nhị là chúc mừng anh chị. Anh chị thì nè, bướm nhị bảo là mấy hôm nữa thì sẽ sắp xếp lại cho ra sao. Cảm ơn các bướm nhiều nhiều nha. Chào chị Tuyên ạ. Cảm ơn. Đây các bạn đi bướm nhị thôi. Quá đông các bạn ơi. Em chào anh chị ạ. Em Tuấn ạ. Quay mà. Đây. Tại vì nhiều khu để quá nên là mình phải tìm.
để xem là cái lãng hoa của anh cua đâu. Khả năng là nằm ở bên phía sân khấu rồi, một tí mình phải ra sân khấu. Đây là có kênh núi đồi Lục Ngạn này. Còn à, có cả lãng hoa của Phan Diễm là bên trong cây đàn nha các bạn. Có một lãng hoa rất là đặc biệt, mình đã tiết lộ là một người anh đặc biệt của anh Hải cũng tới từ Thanh Hóa luôn, đó là anh Tiến. Đây. Bảo Hân Vlog kìa. Anh Cẩm Bảo Hân Vlog và anh Tùng và Cẩm Tiên TV nữa nha các bạn. Đúng rồi. Đây, bên trong. Đấy. Có cả anh Đương núi đồi Lục Ngạn. Đây, còn lãng hoa của Phạm Dũng Phan Diễm bên trong nha. Trời ơi, gia đình bà Tân Vlog. Đây, có Mai Nhi ở đây. Đây, bên này là Mai Nhi. Mai Nhi là ngay cửa luôn. À, Mai Nhi ngay cửa luôn. À, Mai Nhi ôm hôn. Mai Nhi ôm hôn nha. Rồi bây giờ vào nha. Trong vào trong. À, mọi người là không biết phép mang dép của mình. Quá đông rồi các bạn ơi. Đấy nên là tối ngày hôm qua mình đi review nhà là quá hợp lý các bạn. Ngày hôm nay là không thể nào mà xem nhà được. Đi lên trên trước nè con. Thằng Nhi này. Hải Nhi đang chơi đàn nha các bạn. Một cái sự duyên, cái sự tình cờ là cây đàn này bạn Diễm mua tặng Hải Nhi. Và lần nào mình quay clip thì cũng vô tình là Hải Nhi đang chơi đàn ở đây luôn. Thực ra là Hải Nhi không thường xuyên xuất hiện ở đây đâu. À, ở đây có một cái hello Hằng nha. Cái bé anh. Anh cũng thấy là mình đặt cái lãng hoa ở đây hợp lý không? Quá hợp lý. Lý do tại sao bạn Diễm lại đặt một cái lãng hoa bên cạnh cây đàn này bạn Diễm? Thật sự luôn là Diễm có một cái là mình thấy ở cái không gian này á, là từ ngày hôm qua tới giờ mình thấy rất là nhiều người chụp hình. Nhưng mà cái khu vực này nó vẫn cứ trống tại vì cái đàn này là nó màu đen. Mình cứ cảm giác nó thiếu thiếu cái gì đó thì Diễm mới quyết định là đặt một lẵng hoa vào để mọi người mà có chụp hình đi. Hoặc là khi mà mình bước vào cái không gian này thì cũng cảm giác nó sáng sủa lên, nó đẹp nữa. Anh Nhi ơi, anh Nhi chụp với cô Diễm tấm hình nha. Nhưng mà đang chụp hình nhưng mà Hải Nhi là đang đánh đàn rồi không có chụp được. Đàn to thế nhở? Xong nghỉ thấy cái không khí này như nào? Xong nghỉ có ngộp không? Dạ hơi ngộp nhưng mà thật sự rất là vui luôn. Mọi người ai cũng có may quay hết chưa? Bên kia là có một chú diễn viên mà mình cũng rất là hâm mộ đó. Hay đóng vai trong các bộ phim của VTV. Đây, chú đây. Đấy. À, kênh Phạm Dũng kìa. Còn đây là kênh Phạm Dũng đang chiếu clip trên TV nhà anh Hải cho các anh chị xem nha các bạn. Đây. Còn đố bạn Diễm đây là các bạn đến từ đâu? Đến từ Camel. Đúng không? Các em là từ công ty bia Camel lên đây à? Em bên Vũ Đoàn Heda. Vũ Đoàn Heda. Vũ Đoàn. Anh Dũng là nhầm với lại các bạn ngoài kia à. Ngoài kia mới là Camel. Cảm ơn các bạn nha. Chào anh Cương. Đây là anh Tổng Cương nha các bạn. Lúc nào cũng bảnh bao hết. Anh có thể chia sẻ là cái món quà mà anh dành tặng cho anh Hải và cái anh tặng anh Hải một món quà là anh sưu tầm cái đá Hoàng Ngọc Long. Hoàng Ngọc Long ạ. Cái đá đấy được chế tác theo cái phong cách là phong thủy luân, có nghĩa là sẽ luân chuyển cái khí tốt ở trong nhà và đẩy lùi cái khí xấu, và giúp gia chủ thì luôn sức khỏe, bình an, tài lộc. Và tình cờ là cái viên đá nó ngày hôm qua mình cũng quay ở bên cạnh cái tivi đấy mà chị Tuyền có nói là viên đá của anh Cương tặng đấy. Viên đá là hút cái khí độc ra ngoài. Cảm ơn anh Cương nha. Cảm ơn anh Cương. Còn tất cả các tầng thì hôm qua thì kênh Phạm Dũng đã quay chi tiết rồi các bạn, nếu mà bạn nào chưa xem thì có thể là bấm xem lại. Còn đây là cái một những nơi Diễm rất là thích, đó là cái bể cá coi.
Bể cá coi anh Tĩnh hồi nãy mình gặp các bạn thiết kế đấy. Anh Dũng biết là cái con cá chép siêu to khổng lồ nhất trong bể này là của ai tặng không? Của ai? Của cậu An chợ Phiên Tây Bắc. Hôm nay là gì mới phát hiện ra là con này này. Đây này. Nó lặn lên, đây này con to này này. Đó, con này này là của cậu An nè. Con nó to. Đây, bây giờ mình đi sang bên này. Mình đi ra thôi các bạn ạ. Mình sẽ tìm hoa và ánh cua cho bằng được nha. Nãy giờ là mình chưa thấy cái lẵng hoa của ánh cua đâu cả. Em muốn xin bất niệm. Yeah.
lớn. Đây là nhà em là quý nhất, nhà là nhiều tiền nhất, bán được nhiều tiền nhất là lợn, nhưng mà lợn thì không tiền dắt ra đây, nên là ai nghĩ đã lấy khẩu thần công là được của bố. Bố em là ngâm khẩu này là cũng lâu lắm rồi, mấy năm rồi ạ. À, thế là bố ngâm được cái này lẽ là bố uống, nhưng mà trùng Tân Gia nhà anh Hải nó là tặng lại cho anh Hải luôn. Chim ngựa bạch anh em ạ, anh cảm ơn nhé. Cho ạ. Để cho biết nhất nha. Dạ. Đi bạn mày gặp anh đi cầu mà. Em và chúc anh chị là mãi mãi phát lộc và nhiều sức khỏe. Cảm ơn nha, cô học trò. Áo là ở nhà là quý nhất là con heo, nhưng mà không tiện nhắc con heo lên đây. Hôm nay nãy là con chấm đẹp không? Toán hồi hậu lưng. Nhưng mà đi giao lưu xong rồi tối là sang giao lưu với kênh Phận Dũng nha. Ủng hộ bếp trên bảy nha. À, nhưng mà bơ đâu, chị gái đâu? Bơ đây, 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 đây là bơ caramel nha. Bơ làm caramel. Dạ. Mà cái khẩu thần công đạo dược là hai chị em thống nhất với bố rồi hay là bơ có ý kiến khác không? À, em tự là đã thống nhất với bố là bố có gợi ý cái món quà này cho hai chị em đấy ạ. À, tuyệt vời. Thôi hai chị em đi quay giao lưu với mọi người đi nào. Bây giờ là anh em mình vẫn chưa tìm được cái lắng hoa của anh cua. Mình sang bên này nha. Nhưng mà sân khấu ăn Tân Gia thì ở phía bên cạnh nhé các bạn. Quá nhộn nhịp luôn bạn. Đúng rồi. À, các bạn thấy là cái con đường này nó hơi hơi xấu một tí. Nhưng mà xấu cái này nhưng mà sau khi xong thì lại ra tiền rất là nhiều. Tại vì cái vị trí này ở nhà anh Hải vô tình lại có thêm cái mặt bằng, cái gọi là người ta gọi là một cái ngã ba đường, mặt tiền. À, bây giờ mình đi qua bên này đi. À, do là bên sân khấu họ đang chuẩn bị nhạc nên là không biết là mình có quay được nhiều hay không. Mình chỉ nhiệm vụ của mình đi lại đây là mình sẽ tìm cái lẵng hoa ánh cua thôi. Nãy giờ mình đi vào bên trong thì cũng mong là các bạn thông cảm, tại vì là quá nhiều sự kiện nó diễn ra cùng lúc nên là Phạm Dũng cũng không kiểm soát được tất cả các khung hình các bạn ạ.
là bây giờ khách không, mọi người ở đây mọi người biết nói không, trời còn hơn cái đám cưới nữa. Thật sự là không gian ở đây bây giờ là full bàn hết rồi, nên là mình sẽ cùng đi dạo qua một tí trước khi là buổi tiệc chính thức bắt đầu nha các bạn. Thực sự là hôm nay là một cái bữa tiệc quá lớn các bạn, mình cũng chưa bao giờ chứng kiến một cái tiệc gia đình nào mà nó lớn như này cả. Các bạn nhìn này, đấy, rất là đông. Và anh em mình thì bây giờ cũng ngồi khắp nơi hết rồi. Đúng rồi, nên là mình sẽ đi khám phá một cái khu mà không thể bỏ qua, đó là khu ẩm thực nha các bạn. Má ơi, má ơi. Mọi người chờ tụi con đi tìm đồ ăn lên nha. Đúng rồi, con đi tìm đồ ăn cho má đây. Bên kia là chị Huyền cá kho kìa. Chị Huyền là nấu cá kho xong rồi là từ bỏ vô xe là mang lên trên này luôn nha các bạn. Chị Huyền ơi, làm cá tới đâu rồi chị? Ôi kìa. Hôm nay có lẽ cái món cá kho phố cổ chị Huyền là một trong những món đặc biệt nhất trong bữa tiệc đấy. Tại vì cái món này mà ăn cơm thì ai cũng thích cả các bạn ạ. Chị ơi, bữa tiệc ngày hôm nay là có món gỏi củ dừa của Phan Diễm ăn chấm với cá kho là hết bài luôn. Đó, gọi đây này. Ôi. Một nồi này là bao nhiêu khối này chị? Ôi. Muốn mua cá kho phố cổ thì tới địa chỉ nào hoặc là gọi qua số nào chị? Gọi qua có số điện thoại là 0962299776. Chị Huyền. Chị Huyền cá kho. Còn địa chỉ của mình ở Hà Nội? Số 3 ngõ cầu gỗ. Số 3 ngõ cầu gỗ. Cảm ơn chị Huyền. Hôm nay là chị Huyền phải nói rất là nhiệt tình thì mới đem được 5 cái nồi cá kho này từ Hà Nội đưa lên đây các bạn ạ. Ôi, đây. Nhưng mà phải nói là nhìn cái khứa cá là mê luôn ấy. Đây các bạn coi này. Mỗi một bàn thì chắc là sẽ một khứa. Còn bên trên đó thì có cái cá hồi. Mọi người đang sắp cá hồi đi. Cái món củ dừa các bạn Diễm đâu? Củ dừa thì Diễm có ban đầu của Diễm Hải là định làm hai món là xào với gà đen với lại là làm gỏi với lại cá tầm, nhưng mà do nhiều món quá nên là chỉ làm một cái món đó là gỏi cá tầm thì lên bàn rồi nhanh Vũ, có ở trên bàn rồi. Đây. Đây đi gọi này mọi người ơi. Đây có trái bí nữa này. Hy vọng là tương lai em có thể cùng với chị Huyền đưa cái món cá này về Sài Gòn được. Được rồi. Thơm quá. Chị Huyền nha. Cảm ơn cô Diễm. Dạ. Bạn thấy mình sẽ đi làm cá kho nhá. Dạ. Kết hợp nhá, cả hải nhá. Cắn vô quá. Quá chở. Cắn vô hết cũng nhiều. Nghĩa là tô xào rất là nhiều, nhiều không? Cho. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ cho như này quá đông rồi các bạn ạ. Anh em mình cũng xin nhờ tắt nhạc một chút để đi quanh cái khu vực này. Các anh em ở trong miền Nam thì ra là tương đối là đầy đủ, nhưng mà do là mỗi anh em thì đều khai thác ở một cái góc cạnh nên là mình vẫn chưa có thể quay đầy đủ hết tất cả các anh em miền Nam. Thì một tí nữa thì Diễm sẽ quay cho các bạn nha. Còn đây là bàn tiệc của mấy anh em mình sẽ ngồi ở đây. Đây là các anh chị trong công ty bia Camel. Em chào anh Trung. Anh Trung hôm nay mang lên bao nhiêu lon Camel anh? 100 lon. Hôm nay đây là củ dừa của Phan Diễm. Sinh ra trong một gia đình khó khăn với Hoàng Hải qua rất nhiều các cái này là gân của con cá tầm. Em ơi, có làm không ta? Em không muốn được. Tí nữa gặp nhau sau nha. Hôm nay qua những công việc đó thì anh Hải đã đúc rút cho mình rất nhiều những kinh nghiệm. MC là đang giới thiệu một tí về Hoàng Hải đã thành công ở một lĩnh vực mà tất cả các quý vị cũng đã biết đến anh Hoàng Hải. Đó là người sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội như là Facebook, YouTube hay là TikTok. Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn, rất cảm ơn tới tất cả những người thân, những người bạn bè thân thiết nhất của anh Hải đã đến đây ngày hôm nay để cùng chung vui với Hoàng Hải.
Và ngay sau đây, chúng tôi xin mời tất cả các quý vị sẽ cùng hướng lên sân khấu để chúng ta sẽ cùng chào đón hai nhân vật chính trong chương trình ngày hôm nay. Xin được chào đón anh Hoàng Hải và chị Kim Tuyên, chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay. Như cô dâu chú rể Nhải ơi. Có giống cô dâu của chú rể không quý vị? Rất đẹp đúng không ạ? Một tràng pháo tay thật lớn nữa được không ạ? Vâng, xin được cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, để có được ngày hôm nay thì anh Hoàng Hải đã phải cố gắng nỗ lực rất nhiều. Và bên cạnh anh Hải luôn luôn có một bông hồng rất xinh đẹp ủng hộ trong tất cả các bước đi, trong tất cả các công việc của anh Hải. Và ngày hôm nay đã đánh dấu sự thành công của anh Hải với ngôi nhà mà rất rất nhiều người mơ ước. Và chắc chắn là ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đối với anh Hoàng Hải và chị Kim Tuyên. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn nữa dành cho cặp đôi tuyệt vời này được không ạ? Vâng, và ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng hướng lên sân khấu để chúng ta sẽ cùng theo dõi câu chuyện về Hoàng Hải Sapa TV từ ngày bắt đầu cho đến ngày hôm nay. Xin mời quý vị. Vâng, rất cảm ơn những tràng pháo tay của tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, có lẽ là để có được ngày hôm nay thì anh Hoàng Hải đã phải trải qua quãng thời gian rất dài. Thế nhưng mà trước khi thực hiện chương trình ngày hôm nay thì anh Hải cũng có tâm sự với tôi rằng anh Hải không muốn đến nói đến quá trình khó khăn của mình, mà anh ấy muốn chứng minh bằng kết quả. Và đúng như vậy, ngày hôm nay Hoàng Hải đã có trong tay một dãy nhà hàng ẩm thực tại Sapa, những kênh trên các nền tảng xã hội thu hút hàng triệu người theo dõi, và đặc biệt là nhận được rất rất nhiều sự yêu mến của tất cả các quý vị khán giả trên khắp cả nước. Và đặc biệt để có được kết quả đó thì Hoàng Hải phải gửi lời cảm ơn rất rất nhiều tới những người thân, những người anh em bạn bè đã luôn đồng hành sát cánh cùng. Hôm nay là có món gì bạn Điếm? Giang qua. À, giới thiệu với các bạn, món đầu tiên là món gỏi củ dừa cá tầm. Đó. Rồi có lời cảm ơn cơm số to 51 này, thịt châu các bếp này, khâu nhục, gà đen hầm biến, rồi gà nếp, lại còn nhiều món lắm. Lời đầu tiên cho Hải xin phép gửi lời chào tất cả các anh, các chị, các bạn, các em cùng toàn thể mọi người ạ. Hôm nay thì bình thường là quay phim ở trên YouTube là cũng tự tin lắm, nhưng mà hôm nay đứng ở đây trước tất cả mọi người là rất là run. Nhưng mà thực sự là cái sự hiện diện của tất cả mọi người ở đây là niềm vinh hạnh rất là lớn đối với gia đình nhà Hải. Thông qua đây Hải xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả mọi người. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ ạ. Xin thành cảm ơn ạ. Vẫn phong cách rất ngắn gọn và rất gần gũi, rất đáng yêu đúng không quý vị? Một tràng pháo tay nữa cho anh Hoàng Hải được không ạ? Và chính điều đó thì đã lấy được rất nhiều tình yêu, rất nhiều tình cảm của tất cả các quý vị khán giả. Vâng, kính thưa quý vị, và ngày hôm nay tất cả các quý vị đang có mặt ở đây để chung vui cùng với anh Hoàng Hải và để chứng kiến giây phút rất ý nghĩa của anh Hoàng Hải và chị Kim Tuyên, đó là giây phút khánh thành ngôi nhà hạnh phúc của Hoàng Hải và Kim Tuyên. Vâng, và ngay sau đây chúng tôi xin được mời những quý vị có tên sau sẽ cùng di chuyển lên sân khấu để chúng ta sẽ cùng thực hiện nghi thức rất ý nghĩa này. Vâng, xin được cảm ơn tất cả. Hoàng Hải Sapa TV, chúng tôi xin mời quý vị có thể nhường đường để cho các lân của tôi có thể di chuyển vào trên sân khấu. Kim Tuyên đã có cho mình một ngôi nhà hạnh phúc tại đường D1, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. Và hy vọng rằng với mái ấm hạnh phúc này thì anh Hoàng Hải và chị Kim Tuyên sẽ có sự phát triển
ngày càng phát triển hơn nữa trong tương lai với hệ thống nhà hàng của mình cũng như sự xây dựng của anh trên các nền tảng mạng xã hội như là TikTok, Facebook hay là YouTube. Hiện tại là anh em mình đang chờ anh Dương Hoàng Phúc ấy. Ai cũng tới rồi. Mời nhà mình chung cơm luôn, mời về tới nhà nha. Con tôm này là khá là to. Tôm chú. Tôm chú to luôn nha. Đấy, trời ơi. Bắt mình lên năm. Anh em mời anh. Ôi. Cảm ơn cả nhà nha. À, bạn Diễm review xem là đồ ăn Tân Gia của nhà anh Hải như nào nhá. Món đầu tiên mà Diễm lấy để mời mọi người dùng đầu tiên là con tôm. Tại vì nghe nói là những cái sự kiện mà Tết hay là Tân Gia gì đó ăn tôm này may mắn lắm. Chị Quyên là cùng màu áo. Cho Tony Group thiết kế và thi công cái ngôi nhà của gia đình nhà mình ấy. Bước đầu lúc đầu thì mình cũng rất là hoang mang, nhưng mà phải nói là càng về sau thì mình mới thấy được là mình đặt niềm tin vào đúng người. Đây, cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn Dũng nha. Cảm ơn Đăng. Ok. Hôm nay xin phép mời má bên này là tất cả mọi người trong ban quản lý. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nha. Xin cảm ơn những cô gái hết sức xinh đẹp đến từ Yên Bái. Vâng, kính thưa quý vị, và ngay sau đây trên sân khấu này thì sẽ xuất hiện những nhân vật rất đặc biệt và quý vị sẽ gặp ở cùng đoàn chương trình. Chúng ta sẽ cùng chào đón Tú Lê sẽ cùng lên sân khấu để cùng giao lưu với một tiết mục rất đặc biệt để gửi tới quý vị. Xin mời Tú Lê. Con đất đấy. Nào. Có xin được bún dừa chưa? Ngon lắm. Lời tiên gặp của Lê xin gửi lời kính chúc thành đến tất cả các vị gia quyến, lời kính chúc tốt đẹp nhất. Chào anh Sử nha. Và một trong những món quà rất đặc biệt đó, ngay sau đây chúng tôi xin gửi quý vị hướng lên sân khấu để cùng chào đón một nam ca sĩ rất nổi tiếng. Xin được chào đón ca sĩ Úc Hoàng Phúc. Và ngay sau đây xin mời anh sẽ lên sân khấu ạ. Cho cái micro rồi. Anh Ưng Hoàng Phúc nha các bạn. Bên kia là chị Kim Cương, là vợ anh Ưng Hoàng Phúc đang ngồi bên này. Đấy. Lời đầu tiên cho Ưng Hoàng Phúc xin gửi lời chào trân trọng và thân thương nhất tới tất cả quý vị quan khách có mặt trong buổi tối ngày hôm nay tại Tân Gia của Hải Spas TV. Và sau đây xin mời tất cả quý vị hãy đến với một ca khúc rất là nhiều kỷ niệm thời thanh xuân của tất cả chúng ta. Một bài hát kinh điển nằm trong album Vol 1, album đầu tiên của Phúc. Bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh. Ca khúc mang tên Tôi Đi Tìm Tôi. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Xin mời tất cả quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn những tràng vỗ tay của tất cả quý vị và sự yêu thương của tất cả quý vị cho ca khúc Tôi Đi Tìm Tôi vừa rồi, một trong những bài hát hit nằm trong album đầu tiên của Phúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Và ngay sau đây sẽ là một ca khúc nhạc ngoại lời Việt cũng nằm trong album đầu tiên, ca khúc của nhạc sĩ Quang Huy viết lời. Bài hát được mang tên Tôi Không Tin. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Xin mời quý vị. Hay không má? Anh Giang là má bảo là hôm nay là má không phải hát, má chỉ ngồi nghe thôi. Bây giờ chị Nga, bây giờ chị Nga đi đâu đây? Nhưng mà chị Nga có hay nói là mấy ngày hôm nay chị Nga đi đâu làm gì? Em đi tìm Diễm, nhưng mà Diễm ở đây. Nói giỡn chứ, tại vì bây giờ là
chém ra. Chém mọi người. Hết ly, hết ly, ly đâu. Nhưng mà buổi tối ngày hôm nay tất cả quý vị thân quý có thích bài hát nào của Phúc, có yêu cầu thì có thể là viết giấy lên trên đây cho Phúc và để Phúc có thể. Sau đây Phúc xin phép hát một ca khúc mà lúc nãy Phúc đã được có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn và lúc nào cũng thành công hơn trong cuộc sống ạ. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Nãy giờ là anh Phúc cũng khoảng 10 bài các bạn ạ. Ca sĩ Ưu Hoàng Phúc với những ca khúc rất hay. Và quý vị có thể dành một tràng pháo tay cho ca sĩ Ưu Hoàng Phúc và ban nhạc đến từ Hà Nội đúng không ạ? Rất hay, rất cảm ơn anh và rất cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị. Nào, trang tươi nào. Ok, đây luôn. Ê, em ơi. Có thể nói là đối với những nghệ sĩ của chúng tôi thì không gì hạnh phúc bằng nhận được những tình cảm yêu mến từ tất cả các quý vị khán giả đúng không ạ? Và ngày hôm nay anh Phúc có mặt ở Lào Cai và cũng nhận được rất nhiều những tình cảm của tất cả các khán giả đến từ các nơi và đặc biệt là các khán giả đến từ Lào Cai. Một lần nữa xin được cảm ơn ca sĩ Ưu Hoàng Phúc. Vâng, thưa quý vị, và tiếp tục chương trình hôm nay thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với một ca nam rất hay. Một tràng pháo tay để cùng chào đón nam ca sĩ Khắc Tân, xin mời. Chị ơi, hay là chơi thêm hôm đi. Các bạn nhớ ủng hộ anh Ưu Hoàng Phúc nha. Nhưng mà có gì bên mình sẽ giao lưu showroom của anh chị. Anh chị có những showroom rất là lớn ở Sài Gòn nha. Lời chào đến tất cả những cô bác chú các anh các chị có mặt trong buổi lễ ngày thành cái nhà của anh chị Hải Tuyết ngày hôm nay. Kính thưa quý anh chị em, vợ chồng tôi là Quán Di Ung Môn Cần Thơ. Vinh dự được đến dự buổi tân gia của em Hải. Xin góp vui bài ca dụng cổ được mang tên
người tình trên chiến trận. Xin chào tất cả mọi người, con lên ủng hộ má đi. Các con nào lên với má nè. Má xin ca một bài vọng cổ, người tình trên chiến trận. Mong mọi người cho một tràng pháo tay nha. Rồi ba cái má. Không đàn thì ba cái má ca chay nha. Má ơi. Rồi ba cái đây tát cho con. Thế cho nào vì má là đứng ra ngay. Muốn chụp ảnh. Dạ. Muốn chụp ảnh. Anh thương xa. Em yêu là có tội phải không em? Không, yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh muốn nói với em một điều mà từ bấy lâu anh nó mắc mãi trong tim. Mà giờ đây đã muộn màng rồi, anh có còn gì tiệc rất là đông vui. Tuy nhiên là có nhiều cái tiết mục văn nghệ nên là mình không có quay được các bạn ạ. Thì bây giờ anh Hải đã quay trở lại rồi. Mình sẽ gặp anh Hải trước khi kết thúc clip nha các bạn.
Anh Tú còn hôm nay là uống mấy ly rồi? Hôm nay anh uống khoảng 30 ly. Ngày hôm qua gần 100 ly, giờ vẫn cản tiếng. Hôm qua vui quá, cháy cháy hết mất luôn. Anh thì hôm nay trọng trách là chỗ anh Hải với chị Tuyên giao cho thì phải đi hết tất cả các mâm. 700 ly à? Đúng. Mỗi ly 10 bàn 10 người, 70 bàn. 70 ly, 7 ly. Mỗi một mâm anh dịch là mỗi người 1 ly. Một người. Thế nhưng hôm nay khoảng 5, 6, 7 chục. Nhưng mà xin lỗi, nó phải là khoảng 120 ly. Hôm qua là tụ hội. Hôm nay chỉ được khoảng 35 ly thôi. Đây, mấy Hải bây giờ này, mấy ngón tay đây? Mấy ngón? Mấy ngón? 4. Diễm ơi, Diễm. Đây cơ mà. 35. Mà cái thì em hồi nãy có mà khi mà em nghe video cái đoạn mà giới thiệu anh trai của em ấy thì có một cái đoạn là anh trai em là dù học rất là giỏi nhưng mà do có hoàn cảnh đặc biệt nên là anh trai em không có tiếp tục, nhưng mà cái kết quả cuối cùng là anh trai em mà đạt được cái thành quả mà bao nhiêu người ngưỡng mộ. Thực sự là mà có những đoạn là mấy anh em mình hơi rưng rưng nước mắt một tí. Thực sự là đây sẽ là một người anh mà tôi mình sẽ luôn là cái tấm gương để mà học hỏi. Thế thì xin phép phỏng vấn anh trai là tới thời điểm bây giờ thì cái cảm xúc của anh trai thấy như thế nào ạ? Thực sự là cái niềm vinh hạnh của gia đình Hải Sapa TV cũng như tất cả mọi người đó là có những người em gái uy tín như này. Đấy, anh thấy không? Đấy. Ngoài cổ hũ dừa ra còn có mực rồi bảo ngư rồi bút xua các kiểu. Đây. 0929 22 9988. Đây, còn là đường Tô Tô. Con dâu của mình cũng bán ô tô luôn. Con dâu bán xe tải. Đây. Bảo Hân Vlog này. Bảo Hân Vlog này con anh nào là, con bây giờ được bao nhiêu nghìn người đăng ký rồi? Con được 8 nghìn. Cố gắng lên 8 triệu nha. Anh ơi, trước khi mà bạn thấy chuyện anh dâu thì con dâu thì em nói thế này. Anh cho em một lời công bình nha. Thì anh thấy anh em miền Nam chơi với anh Hải thế nào? Thực sự mà nói là quá uy tín các bạn ạ, chơi hết nước chấm luôn. Đây tất cả mặc dù mà mọi người rất là bận rộn cũng như là em anh Quốc mặc dù cực kỳ bận rộn luôn, rất là nhiều việc nhưng mà vẫn không quên đến anh Hải, vẫn có quà đến gia đình. Đấy. Hải Nhi cảm ơn tất cả mọi người này con. Thật sự là có ngày hôm nay thì mình có một cái điều hơi đặc biệt là chúc mừng anh Hải với chị Tuyên thì đã chúc mừng rất là nhiều rồi. Nhưng mà tối nay thì có team anh Phân Hùng này, anh Linh Học Phút này, kênh Thái Nhà Biển này. Thì mấy anh em sẽ về trong đêm luôn để về lại Sài Gòn để tiếp tục cái công việc. Thật sự là đó là những cái tình cảm mà mình nghĩ là anh Hải sẽ rất là hạnh phúc khi mà có được những người anh em như thế này. Thay mặt tất cả các anh em miền Nam thì xin chúc cho anh Hải và chị Tuyên và gia đình thì sẽ có một sức khỏe rất là tốt. Và khi trở về với ngôi nhà mới này thì anh chị sẽ luôn có được những cái thành công này, và đặc biệt là tiền lúc nào cũng bao nhiêu nữa. Sau khi Tân ra nhà mới xong thì mình hy vọng là anh chị sẽ có nhiều cái động lực, nhiều sức khỏe để tiếp tục cày cuốc các bạn ạ, và có nhiều căn nhà như này hơn nữa. Còn anh em mình thì công việc sẽ vẫn tiếp tục các bạn ạ, lại quay trở lại với những guồng quay hàng ngày để phục vụ khán giả, đúng không anh Hải? Anh em mình thì sau khi mà mình về mình hôm nay là say rồi các bạn ạ. Nhưng mà các bạn ạ, sau cái series gọi là về nhà mới như này, mùa lúa chín thì anh em mình tiếp tục hành trình kế tiếp, đó chính là mùa nước nổi miền Tây các bạn ạ. Vào nữa hả? Vào nữa hả? Thế không vào thì cá kiếp này. Anh ơi nhớ về Châu Đốc của em. Thì vào miền Tây chim cá ai ăn? Em sợ là hết nước rồi nhưng mà anh em mình đi nhanh là vẫn còn. Không, không có nước thì mình tự tạo nước. Thế thì trước khi mình kết thúc clip ở đây có ai có lời chúc nào tới gia đình anh Hải không? Đầu tiên là chị Sương. Sương thì luôn luôn là kính trọng anh Hải và gia đình anh Hải, chị Tuyên và tất cả mọi người trên kênh của Hồng Dũng, kênh Sông Hải Sapa TV, kênh của Sông Hải, kênh của Bảo Hành Vlog, tất cả mọi người luôn, cả Phân Lý Hùng. Xe đồ gái Vlog là một cuộc sống thật hạnh phúc và vui vẻ. Rồi, còn Sông Hỷ. Còn em là xin kính chúc anh Hải Sapa TV và chị Tuyên là tấn tài, tấn lộc, tấn vinh đen. Yeah. Anh Tú xe đồ kéo. Mình thì xin gửi lời chúc đến gia đình anh Hải là hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Khản hết tiếng vì hôm qua là tiếp đoàn YouTube là cháy quá. Còn anh Hưng và chị Quyên. Vợ chồng mình thì xin chúc Hải Sapa TV cũng như là Tuyên là gia đình là hạnh phúc, sức khỏe.
ngày càng phục vụ tốt hơn nữa cho khán giả. Rồi còn Phan Huy Hùng. Dạ em xin chúc anh Hải luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và cùng kết nối anh em ra thêm nhiều những clip mà chấn động như ngày hôm nay. Chúc bamboo. Xem xin chúc lời chúc đến gia đình anh Hải là vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc tấn bình khang. Kết thúc video này có một cái điều đó là các bạn hơi thấy thiếu đó là chị Tuyên. Tại vì tối nay thì rất là nhiều khách mời nên là chị Tuyên với anh Hải đi chia nhau để tiếp khách. Nãy giờ mọi người cũng chúc anh Hải và chị Tuyên rất là nhiều. Thì Diễm chỉ mong riêng với lại món quà chiếc đàn piano thì sau khoảng 5-10 năm nữa thì riêng với song với bé Hải Nhi thì bé sẽ có thể là có được những bài đàn, mà biết đâu sau này khi mà đám cưới của cô Diễm ấy thì bé Hải Nhi có thể đàn một bài nào đó để tặng cho cô Diễm nha. Còn hy vọng là các bạn sẽ luôn ủng hộ tất cả các anh em mình, dù có như thế nào thì anh em miền Nam mãi. Nhưng mà bây giờ thì thực sự là như này, mình có set up một phòng hát rất là hay, nhưng cũng muốn là anh em của mình, những người mà yêu quý nhất của mình đấy, mà như mọi người biết là có những ca sĩ rất là nổi tiếng nhưng mà Hải là không nghĩa là không chưa dám gọi là mời Phá Trinh. Thôi bây giờ như này, hôm nay là anh em lên đây thì mình lên cho phòng hát một chút. Có thể là cái video nó chỉ có hình không có tiếng thôi vì sợ bản quyền, nhưng phải lên, thấy không? Phải lên. Thế là mình định kết thúc clip mà anh Hải là muốn mời mọi người lên. Tăng 4, tăng 4, tăng 4, tăng 4. Lúc nào cũng yêu thương và ủng hộ tất cả anh em. Riêng với Diễm, dù Diễm có say nhưng mà Diễm vẫn luôn nhớ một điều là hy vọng là các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh Phạm Dũng vào lúc 6 giờ sáng mỗi ngày. Và ủng hộ các mặt hàng như là hải sản, yến xào, của hũ dừa, của Phan Diễm. Số điện thoại của Diễm là 0981128578. Xin chào và hẹn lại tất cả bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Còn sau đây là 30 giây quảng cáo dành cho hải sản Phan Diễm. Nếu mà các bạn yêu thương Phan Diễm thì hãy ủng hộ những mặt hàng của Phan Diễm để mình có thêm một tí kinh phí để đi quay những địa điểm ẩm thực, du lịch, chia sẻ với khán giả của kênh Phạm Dũng nha. Hiện tại thì Diễm đang có các mặt hàng như là cổ hủ dừa sấy khô này, yến xào, bạch tuộc, bào ngư, còi sò điệp, hải sâm, vẹm, nói chung là rất là nhiều những cái mặt hàng mà cao cấp và bồi bổ cho sức khỏe. Nên là các bạn nhớ ủng hộ Phan Diễm. Khi mà đặt hàng thì các bạn gọi điện thoại cho Diễm qua số điện thoại là 0981128578. Và cửa hàng duy nhất của Phan Diễm tại thành phố Hồ Chí Minh là 89A Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Mình cùng với là Phạm Dũng rất là cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ mình cùng với anh Dũng nha.